là một anh em với thương hiệu là Anubo. Vì sao mà có tên Anubo? Bởi vì là Lan Thảo Mộc và Điện An cũng từ An Nhiên, cũng là Bình An, cũng là Hải An, cũng là Vận An. Mình khởi nghiệp vào 2018 sau thất bại rất là nặng nề và sức khỏe mình suy yếu nên mình không ngủ được. Và được biết là mình tìm lại sức khỏe và tìm lại chính mình. Do đó là mình tìm được cái phương châm, nghĩa là ngâm chân để đi ngủ. Mà mình thấy là giấc ngủ được cải thiện và sức khỏe của mình được cải thiện. Và mình bắt đầu khởi nghiệp từ đó. Từ 2018 đến bây giờ thì từ dạng thô và rồi gặp Covid cũng là những cái khó khăn cho một người khởi nghiệp từ số âm. Và đến 2022 thì sau một quá trình như vậy thì mình đã nghiên cứu phối hợp với tiến sĩ dược học từ Nhật về, rồi cũng có những cái định hướng chiến lược được lại thì mình đã thay đổi bộ nhận diện thương hiệu và bao chế ra thành một từ thảo mộc thô, bao chế ra thành một cái viên sủi mà mọi người có thể là ngửi thì đó. Vì sao có nhiều người hỏi mình là vì sao có nhiều người hỏi với mình vì sao mà lại là khởi nghiệp bằng ngâm chân khó về mà mình đi. Thực sự ra là mọi người đều biết rằng là đôi chân nó rất là quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Tuy nhiên là mình ăn uống, mình mặc và mình cứ quan tâm đến đó và nhiều khi đôi chân mình không có thể không có quan tâm đến nó. Và chính Anubo, hãy cho Anubo là cơ hội để chăm sóc đôi chân của cả gia đình bạn. Và mọi người đi nãy giờ thì chắc rất là mỏi chân. Nếu như mà tối nay các bạn có thể thả vào nước ấm hoặc là ở khách sạn, các bạn có thể thả vào vài viên, ngâm vào đó, tắm luôn cũng được, thì các bạn sẽ thấy được rằng là công chất lượng. Bởi vì chúng tôi không nói về chất lượng của chúng tôi mà người tiêu dùng nói về chất lượng của chúng tôi từ 2018 đến bây giờ. Và 2022 thì khi bắt đầu sản phẩm ra đời thì cũng được đón nhận. Và hiện tại thì sản phẩm đã có ở Đức, ở Pháp, ở Úc, ở Mỹ. Tuy nhiên là đang ở tiểu ngạch và khách hàng họ đánh giá rất là cao. Và chúng tôi cũng đang trong một quá trình là ai đi lại một cái sản phẩm nó phù hợp với ngân neo. Đây là sản phẩm sức khỏe, nó đi theo cái chiều hướng là bệnh viện trị liệu này, spa mà cao cấp này, rồi là bệnh viện là một cái khối chức năng này, viện dưỡng lão này đó, thì rồi là cho người thừa cân này. Thì hiện tại thì chúng tôi đang ai đi là một cái sản phẩm viên nhỏ để phù hợp với thị trường neo của quốc tế. Và định hướng của chúng tôi là định hướng là vừa phát triển trong nước và xuất tiến đến xuất khẩu. Với cái khởi nghiệp từ một cái con số rất là ấm và một cái hành trình đầy thử thách thì cho đến hôm nay chúng tôi cũng vẫn chưa ra khỏi khó khăn. Vì vậy chúng tôi đây là lý do mà khi mà nhận được cái thông tin và đăng ký, rồi cũng hơi hộp vì năm ngoái có đăng ký, tuy nhiên là cái có thể là đăng ký nó không phù hợp cho nên là bị loại. Thì năm nay thì mình dàn là bạn con dâu thì đăng ký nhưng mà không được, thì năm nay từ đăng ký luôn. Và rất là vui vì được chọn, và đây là lý do mà có mặt từ buổi hôm nay. Rất là mong em muốn hỏi một chút là cái sản phẩm này nó thả xuống là nó sủi tan hết. Đúng rồi, thả xuống là nó tan như tra vậy đó. Thì bao chế thành cao giống như anh nhà máy cà phê á, nghĩa là chế biến sâu rồi, bao chế thành cao ướt rồi sấy cao khô, cho nên khi anh nói là mình hiểu được cái quy trình quyển á, thì bắt đầu là làm cho khô rồi phối liều. Thì phối ở đây là những cái gia vị thì nó là như viên xê sủi uống, cho nên nó rất là an toàn cho trẻ nhỏ và bầu, cho nên là mọi người đều được. Cái đối tượng thì là thường đến thì phụ nữ cấp tiến, thường là phụ nữ cấp tiến thì họ mới chú trọng đến sức khỏe của chính bản thân và gia đình. Rồi bên cạnh đó thì họ có thể là tặng cho bố mẹ, rồi là con cái khi mà mồ hôi chân tay ra rồi có mùi hôi ở trên mặt. Và đây là viên sủi con cái. Những cái dòng này thì là cái dòng hỗ trợ cho người bị út nặng này, bị khớp nặng này, bị viêm da cơ địa nặng và mất ngủ, ung thư hoặc là đột quỵ. Thì cái này là do viêm da cơ địa dạng túi lọc. Vâng, dạng túi lọc. Cái này thì sắp tới cũng sẽ là bao chế cho thành viên. Tuy nhiên đó là một công đoạn ưu tiên 2 cho 2024, tầm khoảng quý 4 thì mới làm được, chứ còn bây giờ tập trung nữa. Em nghĩ là chút cho chị để sản phẩm, vì sao em giới thiệu chị sang bên môi phôn ở bên này, chị tránh văn phòng. Em sẽ giới thiệu chị cái sản phẩm của chị. Tại vì là em nghĩ là tập khách hàng đấy là đâu người ta cũng dùng mà người ta cần dùng, và đó là cái network mà mình có thể kết hợp với họ luôn. Vừa
vừa rồi thì cũng có một số quán cà phê họ làm những cái dịch vụ ngâm chân cho khách khi mà uống cà phê ngâm chân, thì cái lúc này là cũng bắt đầu kết nối với anh Lời. Tuy nhiên là lâu lúc đó thì mình chưa, nhưng mà hy vọng rằng là mình sẽ kết nối và sẽ trao đổi với anh và mong rằng dạ cái này là khi mà tách nhỏ như này, tách nhỏ như thế này là một hộp, là quy cách của nó là để mà công bố là nó sẽ là 24 viên, trong một hộp này là 240.000, một viên có 10.000 thôi. Nhưng mà khi mình làm như cái này á là để mình kích thích mua hàng, và nghĩa là vừa đầu tiên là 150.000 cho 12 viên, thì khách hàng họ sẽ chọn cái này hơn là cái này. Mình cũng tư vấn là như vậy, và ai có thể là tiền họ có những cái này to hơn. Dạ vâng. Chút nữa, mình đi lên cho mình trao đổi với cả mấy chị luôn. Tại vì các chị ở văn phòng ấy, các chị sẽ ngồi nhiều.